Ngày hôm nay Long Hoài rất vui được giới thiệu đến anh chị cô chú một thửa đất tọa lạc tại xã Xú Rau, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu với tổng diện tích là 3.300 m², trong đó là mình sở hữu 300 m thổ cư và trên đất của mình là có hồ cá coi ha anh chị. Đặc biệt của cái hồ cá coi này là nước này là dẫn từ hồ Xú Rau để về đây để nuôi cá cao coi luôn ha. Và thửa đất này hôm nay nó rất gần với lại hồ Xú Rau. Nó cách hồ Xú Rau theo đường chim bay là tầm khoảng là 400 m thôi là mình đã ra tới hồ Xú Rau rồi. Và có một công viên sân vườn rất là đẹp, rộng rãi, có 5 cái nhà y như là một cái homestay nghỉ dưỡng vậy ha. Rồi có một căn nhà mát. Căn nhà mát này là khoảng 60 m² ha anh chị. Khoảng 60 m² và cột gỗ đồ là nói chung là toàn là gỗ quý không à. Đặc biệt là ngày hôm nay chủ để lại toàn bộ cái bộ bàn ghế nè, rồi những cái cây trồng có giá trị, những cây kiểng có giá trị luôn ha, có giá trị kinh tế luôn anh chị. Căn nhà mát của chúng ta là rộng khoảng 60 m² ha, lót gạch, để lại bộ bàn này luôn. Đó, rồi ngay góc đây là có một cái bộ bàn ghế đá, mình ngồi ngay chỗ đây mình chiêu ra cảnh hồ cá coi. Cá coi ở đây là con cũng được 10 mấy ký rồi anh chị. Nếu mà dài là lúc nãy Long Hoài nhìn thấy là cũng có một con nó dài đâu tầm khoảng cỡ gần cả mét lận anh chị à. Rồi hai bên cái hồ này thì lót đá rất là tinh tế luôn ha, cỏ nhung, rồi những cái cây bao bọc cái thửa đất ngày hôm nay là nó có suối bao quanh lại cái thửa đất của mình y như là một ốc đảo luôn ha. Và nó nằm trên một trục đường nhựa chính để di chuyển về tới hồ Tràm luôn anh chị, trục đường Phước Tân Hội Bài. Mai nè, khúc phía sau này là suối ha anh chị. Lát nữa Long Hoài sẽ gửi sổ rồi gửi lây cam rồi vị trí trên Google Map rồi pháp lý để cho anh chị cô chú mình tiện hình dung hơn về cái thửa đất nhà vườn sinh thái ngày hôm nay ha. Ưu điểm của cái thửa đất ngày hôm nay anh chị cô chú mình có thể là mình mở một quán cà phê, hoặc là mình cho thuê, hoặc là mình làm một cái homestay cho thuê ha anh chị. Ở đây có cái lồng chim avi nữa. Rồi, lót đá rất tinh tế ha. Ngay đây thì mình có thể làm cuối tuần mình có thể làm món BBQ nướng, món nướng ha, nướng ngoài trời. Rồi ngắm ra hồ cá coi, khung cảnh rất là đẹp. Đầy đủ những loại hoa, những loại cây kiểng có giá trị ha. Mai nè, mấy cây mai này giá trị lắm anh chị. Rồi sân. Mấy cây kiểng này toàn là những cây kiểng có giá trị không. Và cái đặc biệt của thửa đất ngày hôm nay là nó y như một cái khung cảnh Đà Lạt vậy anh chị. Thì đất của mình là nó thấp hơn mặt đường. Đó, thì chủ nhà mới thiết kế là mấy cái nhà này là ở dưới thấp hơn mặt đường ha anh chị. Anh chị cô chú mình cố gắng xem hết video ngày hôm nay. Nhằm khi thì mình có thêm một cái ý tưởng để mà mình thiết kế một cái mảnh đất của mình để mình xây nhà vườn ha. Còn nếu như mà anh chị cô chú mình đủ tài chính để mà mua lô đất này thì mình có thể tham khảo ha anh chị. Và Long Hoài cũng nói luôn là cái thửa đất ngày hôm nay nó có cái giá cực kỳ cao. Nói chung là nó đẹp mà, cái đẹp thì nó sẽ có cái giá cao. Cái giá mà chủ mong muốn cho cái thửa đất có nhà nghỉ dưỡng ngày hôm nay nó có cái giá tới 23 tỷ lần ha anh chị. Và sở hữu tới 61 m mặt tiền đường nhựa chính đường Phước Tân Hội Bài. Những cái nhà này là rộng khoảng 45 m² ha anh chị, được chia làm hai phòng. Đây là phòng ngủ và cái có màn rèm sáo ha anh chị, màn rèm kéo. Mở toang cái cánh cửa này ra là mình sẽ thấy toàn bộ khuôn viên. 45 m² mà chia đôi ha, toàn bộ là cửa sinh pha và mình có 5 phòng liền kề, diện tích bằng nhau ha anh chị. Sân của mình là sân lót đá, trải thảm nhung. Rồi, có điện năng lượng chiếu sáng mặt trời ha. Rồi cây cảnh, cây này thế rất là đẹp luôn ha anh chị. Một khu vườn đáng mơ ước. Vài thông số thì đường Phước Tân Hội Bài có cái giá mà bề ngang của đường Phước Tân Hội Bài có giá là 400 408 409 500 520, tùy vô cái chiều ngang ha anh chị. Và thửa đất ngày hôm nay thì Long Hoài thấy nó có cái giá nó hợp lý. Nó tới 61 m và chia ra thì mình tầm khoảng là dưới 450 1 m rồi ha. Khoảng 450 1 m, cho nên giá nó cũng hợp lý, cho nên Long Hoài đi quay rồi đến anh chị cô chú ha.
đây là con đường ở dưới đất mình đi lên, lên con đường chính. Thì bên tay trái màn hình của anh chị á, là chủ đất mới lấy gỗ anh chị, gỗ anh xếp thành một cái hàng hàng rào. Đó. Còn đây là cái cổng vô ha. Đó, cổng thì rộng tới 6 mét rồi. Đó, rồi chủ đất là một con đường. Bên đây là còn cái khoảng trống ha anh chị. Cái mái tôn màu xanh đó, đó là cái nhà của mình ha. Nhà của mình nằm ở dưới đó. Cái cảnh y như là mình là Đà Lạt vậy anh chị. Đó. Ở đây có tên gọi là suối Rau Pha Linh. Hướng này anh chị cô chú mình chạy thẳng là ra tới trung tâm của thị trấn Ngai Dao thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách khoảng cỡ 6 km thôi ha. Và hướng này mình chạy thẳng là mình sẽ về tới Xuyên Mộc, về tới Hồ Tràm ha anh chị. Trước cổng của chúng ta là hàng rào được bao bọc lại bởi một dàn cây xanh mát ha. Đó, rồi thế đất này là thế đất nó thấp hơn mặt đường cho nên là chủ nhà làm nhà ngay chỗ đây luôn. Đó. Nhìn cái cảnh nó chiêu chiêu lắm anh chị ạ. Rồi, xong rồi chủ đất mới đổ một con đường. Đó, đổ một con đường để mà đi vào bên trong mình ha. Hai hàng bông giấy. Rồi lấy gỗ làm bằng hàng rào quanh lại. Đó, trên đây là nó cao ha. Cái đoạn ngay chỗ chiếc xe hơi là nó bằng. Cảnh đồi rồi, nó có đồi rồi nó có độ bằng, rồi có độ đồi. Rồi có hồ cá, nó xuống giống như là cái bậc tân cấp vậy anh chị. Xuống từng bậc, từng bậc, từng bậc. Mấy cây này là có giá trị lắm nè. Thật sự thì Long Hoài cũng không biết cây này cây gì hết. Cho nên là cũng không thể nói cho anh chị cô chú biết là loại cây này cây gì. Nhưng mà thấy nó là cây kiểng, nó đẹp ha anh chị ha. Rồi Long Hoài đưa lay cam lên trên cao, bay quang cảnh xung quanh cái thửa đất ngày hôm nay ha. Có nhà mát, có ao cá, có sân vườn. Rồi có 5 cái nhà liền kề. Nằm trên một trục đường nhựa chính ha. Đó, cổng rào của chúng ta nè. Cho mọi ra giờ là hoài không? Ai vậy? Rồi. Quá là đẹp luôn ha anh chị. Cái đường Phước Tân Hội Bài này á, lưu lượng xe cộ đi lại rất là đông. Địa hình ở xã Suối Rau, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này nó rất thích hợp để cho anh chị cô chú mình làm view, làm vườn, nghỉ dưỡng ha. Đồi địa hình của nó là hồ nè, là suối nè, là những đồi núi cao chập trùng y như quang cảnh của một Đà Lạt vậy. Và thổ nhưỡng ở đây rất là tốt, phù hợp để cho mình trồng rau, phù hợp để cho mình trồng hoa. Hướng này anh chị cô chú mình chạy thẳng một đường là mình sẽ về tới Hồ Tràm ha. Cách biển Hồ Tràm là tầm khoảng 20 km thôi. Xung quanh của mình là rất là nhiều homestay, nhà vườn nghỉ dưỡng ha. Đối diện của mình cũng có một cái homestay nghỉ dưỡng. Thửa đất ngày hôm nay anh chị cô chú mình có thể làm mở một quán cà phê hoặc là làm một cái homestay nghỉ dưỡng. Có suối bao quanh ha, suối bao quanh cuối đất của mình là có suối hết. Suối ở đây thì nước chảy quanh năm. Không khí yên bình nhưng mà nó cũng gần với lại trục đường chính, trục đường lớn. Trục đường này là trục đường chính ha anh chị. Di chuyển thẳng là ra tới thị trấn Ngai Dao. Rồi, trước mặt anh chị cô chú là hồ suối Rau rồi ha. Một cái hồ rất là đẹp. Vòng 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 mà bám quanh những cái hồ này á, là có rất là nhiều doanh nghiệp. Rồi rất là nhiều nhà vườn, nhà sinh thái nghỉ dưỡng ở khu vực này. Như là giáp với cái hồ này là có đất rồng ha anh chị. Đất rồng. Đó là cũng là một trong những cái địa điểm homestay, dịch vụ ăn uống. Được nhiều bạn trẻ biết đến ha anh chị ha. Khung cảnh yên bình. Rồi, thửa đất ngày hôm nay, thửa đất có nhà, có ao cá koi, có nhà mát, rồi có tới 5 cái nhà liền kề, kiểu giống như là một cái homestay nghỉ dưỡng nha ha. Được chủ ra bán với giá là
23 tỷ cho thửa đất 3.300 m², có 300 mét thổ cư. Anh chị cô chú mình có thể lên thêm thổ cư được nữa ha. Đây là toàn bộ quang cảnh toàn bộ khu vực ở đây ha anh chị. Sông nước hữu tình, hồ, mảng xanh nhiều. Ở đây là có cái nhà vườn nghỉ dưỡng nữa nè. Thửa đất số 19 tờ bản đồ 40 xã Xu Rau, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 3.351 m². Đây là hình dáng thửa đất ha anh chị. Ở đất này đã chuyển đổi mục đích là 300 mét thổ cư. Hướng là hướng bắc ha. Còn đây là cái phần kiểm tra quy hoạch của mình ha anh chị. Bề ngang của mình đây là gần 61 m mặt tiền đường. Cạnh bên này là 48 m ha. Suối Ba Quăng. Đất ONT. Anh chị cô chú mình đang quan tâm một sản phẩm ở gần dưới lề hồ Xu Rau, có nhà sinh thái sẵn, có thể là mở quán cà phê hoặc là mình kinh doanh thêm dịch vụ homestay hoặc là đầu tư kinh doanh hoặc là mình mua nghỉ dưỡng, trong tầm tài chính là khoảng 23 tỷ thì mình có thể tham khảo cái nhà vườn ngày hôm nay ha. Kênh Bất Động Sản Long Hoài rất vui nhận được những ý kiến đóng góp của quý anh chị cô chú để kênh Bất Động Sản Long Hoài ngày càng hoàn thiện mình hơn. Nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai, về lĩnh vực bất động sản, về pháp lý bất động sản. Cảm ơn anh chị cô chú đã dành thời gian quý báu ra để xem hết video ngày hôm nay.